Ba mẹ thì làm nghề nông, không có khá giả gì bằng ai. Hồi xưa thì cháu cũng lớn lên, cái tôi cũng nói thôi giờ mẹ muốn con làm một cái nghề như là sửa xe, hay là đặng có cái nghề tương lai, thì cũng dắt đi đến chỗ rồi đóng tiền rồi vậy đó. Rồi cháu nó không chịu, nó thôi bỏ đi mẹ ơi, con tự chọn cái nghề của con. Cuối cùng hết thì về nó, mẹ ơi thôi giờ con thi vô diễn viên. Thầy nói là mới đầu không chịu, thầy không có chịu luôn, không nói nó thôi con ơi, con không, mẹ không có thích cái nghề đó, mẹ không thích thiệt, mà thiệt thầy ngồi giữa trời nói không thích, cũng dày la con dữ lắm mà, thôi mẹ không thích cái nghề đó con làm đó. Và có một thời gian cháu nó đi quay cũng bộ phim Con Đường Giác Ngộ, thì về thì gia đình thì thấy cháu nó quay thì cũng coi, thì cũng mến, cũng thích lắm. Như mình cũng ao ước con mà nó hiền diệu như vậy, nó được một người Phật như vậy là mừng lắm. Nếu mà không có duyên với Phật thì chưa chắc là thành công. Lúc đầu sợ nó không thành công, mà về xem phim lại thì thấy cũng có ấn tượng, cũng thấy cũng thích hợp với lại cái lối sống của con mình, với lại thấy nó hiền hòa, nhu hòa quá, cái thấy vậy cái mình mến lắm. Và cháu thì hồi xưa thì nó cũng hay bướng bỉnh, rồi từ khi mà nó diễn cái vai Phật tới giờ thì thấy nó cũng thay đổi thầy. Nó cũng như là chắc cũng có duyên với Phật hơn sao mình không biết, mà thấy cái tánh nó cũng hiền diệu, nó cũng không có bướng bỉnh như hồi xưa. Thì dạ, thấy nói thì nó cũng dạ thưa, thì nói chung cha mẹ nhiều khi la vậy nó không trả lời đi lại, chữ hiếu nó vẫn lo tròn. Con đường của đi là không biết tới đâu, mà nhưng thấy vậy là mừng lắm thầy. Dạ, cũng mong muốn cháu nó đi đến con đường sao mà đặng cho quần chúng yêu thích, và đi đến chùa chiền các thầy yêu mến được cháu thì gia đình hãnh diện lắm. Chỉ mong ước nhiêu đó thôi. Thank you.
A Di Đà Phật, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón diễn viên Phật tử Tuấn Phương. A Di Đà Phật, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời số 9 lần này. Và đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chân Tính, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và đến với chương trình ngày hôm nay, còn có gần 3.000 quý Phật tử đến từ khắp mọi miền trên đất nước. Xin được hân hoan chào đón quý vị. A Di Đà Phật, kính bạch trên Thượng Tọa trụ trì, kính thưa toàn thể quý vị. Mỗi chương trình Hoa Mặt Trời của chúng ta là một câu chuyện về một người có nhân duyên với Đạo Phật. Và câu chuyện của chương trình Hoa Mặt Trời lần này cũng là một câu chuyện rất là đặc biệt. Với chúng ta thì nhiều người biết đến Phật trước, rồi sau đó mới đến với Đạo Phật. Nhưng người khách mời trong chương trình Hoa Mặt Trời của chúng ta hôm nay lại có một nhân duyên khác, đó là làm Phật rồi sau đó mới biết đến Phật. Thì đây là một cái nhân duyên rất là đặc biệt của chương trình lần này. Và một lần nữa xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. A Di Đà Phật, thay mặt cho ban tổ chức và thay mặt cho toàn thể quý Phật tử có mặt trong chương trình sáng hôm nay, xin gửi đến Phật tử diễn viên Tuấn Phương lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con rất vui và vinh dự khi được về đây giao lưu. Thì lời nói đầu tiên, con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Thượng Tọa và quý thầy, quý sư cô và tất cả quý Phật tử. Lời chào thân thương và thân tâm thường an lạc nhất ạ. Và hôm nay con vui hơn nữa thì có sự hiện diện của ba mẹ con cũng qua ngày đường xa xa xôi để lên đây dự cùng với lấy con trong chương trình Hoa Mặt Trời. Thì con xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Và con xin cảm ơn quý Phật tử đã dự khóa tu và cùng ngồi đây để chia sẻ với con trong chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 9. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, như quý vị đã từng xem qua bộ phim Con Đường Giác Ngộ và đã từng xem Phật tử diễn viên Tuấn Phương đã thụ vai Đức Phật, thì trong bộ phim này chúng ta thấy được rằng hình ảnh của một Đức Phật với một cặp mắt rất là hiền từ, một phong thái rất là điềm đạm. Và trước mặt quý vị ngày hôm nay cũng là một con người với đầy đủ những điều mà quý vị đã từng xem, đã từng nghe. Vậy thì kính thưa Phật tử diễn viên Tuấn Phương, mỗi người chúng ta sinh ra đều có một ước mơ. Như vừa nãy thì mẹ Phật tử có nói rằng là đã đặt cho Phật tử một cái ước mơ, đó là nghề đi sửa xe. Vậy thì ngay từ nhỏ thì Phật tử đã ước mơ làm điều gì và nó có ngược lại với cái điều mà mẹ mình đã mong muốn hay không ạ? À, vậy là Phật, thì tuổi thơ của con á, thì cũng giống như là bao tuổi thơ của đứa trẻ khác. Con thì chỉ đi học và về phụ giúp gia đình. Con cũng không có nghĩ là con vào con đường nghệ thuật này đâu. Thì khi mà lớn lên tới năm lớp 9 thì gia đình cũng hơi khó khăn nên con mới đi làm và làm rất là nhiều việc. Không phải chỉ sửa xe mà con còn làm thợ chạy nẹp la phong, rồi đi làm hồ, rồi đi phục vụ bàn, rồi bán quần áo, và thậm chí con làm thợ cưa cây nữa, chứ không phải là sửa xe không đâu ạ. Và con cũng chưa có xác định là mình đam mê nghệ thuật. Thì hồi nhỏ đó là con cũng nghe một cái bài hát, con cũng rất là thích. Khi mà con phụ gia đình hay là con làm việc gì đó, con cũng hát rất là nghêu ngao. Và khi mà con xem một cái bộ phim nào đó thì con cũng thấy những cái tình tiết trong đó và mình nhớ rất kỹ, và mình có thể hòa vào một cái nhân vật đó để mà mình cảm nhận được. Và khi mà con lớn dần lên thì con chỉ biết đi học và làm sao mà để có một cái công ăn việc làm để phụ giúp gia đình thôi, chứ chưa nghĩ là vào con đường nghệ thuật.
Vậy thì ngay động lực nào mạnh mẽ đã dẫn anh đến với con đường nghệ thuật sau này ạ? Thực sự đến với con đường nghệ thuật này rất là tình cờ và nó là một cái duyên lớn với con. Thực sự thì con không nghĩ là con vô nghệ thuật đâu. Con có quen một anh bạn thì lúc đó con cũng đang đi làm. Nhưng mà anh bạn nói đi với mình đi qua bên lớp diễn viên để mà đăng ký thi thử xem. Thì con mới, lúc đó con đang rảnh thì con mới đi, mà mỗi con đi thì khi mà vô trường sân khấu điện ảnh thì tự nhiên cái con cảm thấy con thích quá, là lúc đó con theo nghề luôn rồi. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mọi người trong cuộc sống chúng ta đều có một cái nghiệp, cái nghề của mình, và tất nhiên nó đều là sự dẫn dắt của sự đam mê và sự dẫn dắt của sự khao khát đã trỗi dậy trong tâm từ bao lâu. Và đối với Phật tử diễn viên Tuấn Phương, có lẽ đó là sự dẫn dắt một cách mạnh mẽ để đi đến con đường của mình. Nếu quý vị chúng ta đã từng xem qua rất nhiều những phim ảnh trên truyền hình thì chúng ta thấy rằng mỗi vai diễn mà chúng ta đã từng xem có thể chỉ đồng lại một vài cảm xúc nào đó rồi theo thời gian cũng sẽ tan biến đi. Nhưng đối với vai diễn Đức Phật là vai diễn mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng quần chúng, đặc biệt là trong lòng những người Phật tử. Tại thông qua đó thì người ta sẽ biết được rằng hình ảnh của một Đức Phật lịch sử như thế nào qua diễn xuất cũng như là qua nội dung mà giáo lý mà người diễn viên đã hết sức mình làm nên một cái bộ phim để truyền tải hết được những cái thần thái đó. Vậy thì đóng vai Đức Phật đối với Phật tử Tuấn Phương đó là một cái thử thách hay là một cái cơ hội? Đến với vậy Đức Phật, con xin nói lại, đó là một cái duyên rất lớn với con. Nó rất là tình cờ và một cái duyên lớn. Vì ban đầu đạo diễn giao cho con một vai khác, nhưng mà con xin nói với quý vị là có duyên lắm. Lúc đó thì con đang nhận cái phim bên kia mà còn khoảng chừng mấy cảnh nữa là xong. Khi mà đóng một cái vai bên con đường giác ngộ thì phải xuống tóc. Nhưng mà thực sự thì con không có xuống tóc được, tại vì con đang dính cảnh phim bên kia. Thì con mới nói với lại đạo diễn là anh Công Hậu. Con nói mình còn cái vai nào mà có tóc hay không, chứ mà cạo đầu là con cạo không được rồi. Cái đạo diễn nói giờ chỉ còn vai Phật thôi. Mà thực sự kính thưa quý vị, lúc đó con chưa biết Phật là gì luôn á, con xin thề. Con mới nói với lại đạo diễn, vậy thì chú Hậu cho con vai Phật đi. Con nói một cái câu rất là bình thường như vậy, mà tự nhiên chú Công Hậu nhìn con quá trời luôn. Nhìn một hồi rồi cái nói gật đầu để xem sao. Rồi sau đó thì khoảng mấy ngày sau mới mời con lên casting. Khi mà con lên casting thì đưa kịch bản cho con, thì con mới nhìn thấy, trời ơi, sao kịch bản toàn là Phật không vậy? Ủa, Phật này là vai gì vậy chú Công Hậu? Này là vai chính đó đó con, cố gắng nha, vai chính đó. Lúc đó tự nhiên con đâm ra rất là lo. Nói trời, thực sự là mình đảm nhận một cái vai quá là cao cả, quá là sâu sắc, quá là phi thường. Mà bây giờ mình còn nhỏ như vậy thì không biết làm sao mà mình đảm nhận được. Thì lúc đó ngoài cái vui mừng ra thì con đâm rất là lo. Khi mà cách tin á, thì con cũng rất là chú ý phần chỉ đạo diễn xuất của chú Công Hậu. Và con liên tưởng tới những gì mà chú Công Hậu nói. Và con diễn cho chú Công Hậu xem. Chú Công Hậu gật đầu. Thì lúc đó con rất là mừng. Và khi chuẩn bị làm phim thì con được sự dẫn dắt của quý thầy và cũng như là ekip đoàn làm phim để dẫn con đi vào chùa. Con cũng ở trong chùa một tháng trời để mà học đi đứng oai nghi, nằm ngồi, tất cả các giáo lý của nhà Phật. Thì lúc đó, bắt đầu từ đó thì con mới biết là Phật là gì. Thật sự khi mà con biết rồi ấy, thì con cảm thấy rất là lo thêm nữa. Mình không biết mình làm sao mà để mà mình thể hiện được cái vai này.
Thì quý vị biết không, thì Phật á, khó nhất là diễn bằng ánh mắt. Mắt của Phật á, lúc nào cũng là chỉ khép hờ thôi, chứ không có mở to quá hay là cũng không có nhắm. Mà cái đó mình phải tập rất là nhiều. Và nụ cười thì mình phải làm sao cho nó rất là từ bi. Thì cái đó con rất là tập. Khi mà ra hiện trường quay đó, thì con mới thực hành chánh niệm trong bản thân mình, chánh niệm trong diễn xuất, và chú ý nghe phần chỉ đạo của đạo diễn. Thì con nghĩ đó chỉ là cách tốt nhất mà để cho con hoàn thành tốt vai diễn của một người vĩ đại như Đức Phật như vậy thôi ạ. A Di Đà Phật. Vậy thì đã trải qua rất là nhiều những ngày tháng thực tập để làm Phật, với những ngày ở chùa và những khi ra lăn lộn giữa phim trường rất là vất vả. Vậy thì đến giờ phút này thì Phật tử có nhớ một cái đoạn nào đó, một cái lời thoại nào đó của mình và có thể diễn lại cho Phật tử ở đây được không ạ? Thực sự thì bộ phim này cũng ra được 3 năm rồi, nhưng mà con cũng nhớ một vài đoạn. Con không biết cái thời gian đó, thì con tin chắc một điều là Phật gia hộ cho con hay như thế nào đó. Khi mà con ra con diễn xuất á, chỉ có một lần một thôi, là đạo diễn gật đầu thôi, là tất cả những lời thoại là con nói răm rắp hết, không bị gì cả. Đến khi mà con thoát ra rồi, con quên hết, con không nhớ. Điều đó lạ cực kỳ. Lời thoại trong bộ phim Con Đường Giác Ngộ thì con chỉ nói được tới đâu thì quý vị quan hệ cho con tới đó được không ạ? Chứ bây giờ con chỉ nhớ là cái đoạn mà Đức Phật thuyết pháp: ở đời có người gì ái dục, mê vọng, ngã chấp mà hiếp đáp lẫn nhau, chia nhau giai cấp này ưu tú, giai cấp kia hạ đẳng. Thật sự có người sinh ra cùng dòng máu đỏ và nước mắt mặn, ai sinh ra cũng có sẵn dấu ti ca ở trán, thân khẩu ý do con người đó con. Cái này chắc con xin lỗi, con phải về con học tập thêm rất là nhiều. Bây giờ Phật kính thưa quý vị, như Đức Phật cũng như các vị tổ sư đã dạy rằng, với một câu niệm Nam Mô Phật cũng đã gieo một chủng tử cho đời sau. Vậy thì không lẽ nào Phật tử ở Tuân Phương, với người đã một người đã từng thủ vai Đức Phật, đã gieo cho mình nhiều chủng tử Phật Pháp như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng một kiếp lâu xa nào đó thì Phật tử Tuân Phương của chúng ta cũng sẽ thành Phật, đúng không ạ? A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử Tuân Phương, sau khi mà đảm trách cái vai diễn Đức Phật thì mọi người xung quanh anh đã có những cái phản hồi như thế nào? Thực sự thì khi mà con làm xong bộ phim Con Đường Giác Ngộ thì tất cả mọi người đã xem bộ phim đó rồi thì có hỏi con là đóng phim này rồi có đi tu không? Câu hỏi đó là rất là nhiều người hỏi. Thì thực sự kính thưa quý vị, thì tất cả mọi thứ thì con tin vào chữ duyên hết, nên con nói là tùy duyên, và duyên đến thì con sẽ đi, nên con cũng không có tính trước biết trước điều gì. Có nhiều người hỏi con là có ăn chay trường hay không, thì con cũng không có thực hành chay trường được. Những ngày lễ lớn thì con ăn, chứ mà những ngày bình thường thì con công việc nhiều quá nên con cũng không có dùng được. Thì con sẽ cố gắng, mình ăn chay tới đâu thì hay tới đó. Có lẽ là một Đức Phật trên phim và một hình tượng trong đời sống bình thường đã gây cho Phật tử Tuân Phương gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không ạ? Vậy thì Phật tử có thể kể cho các Phật tử đây được rằng là Phật tử đã gặp những cái khó khăn gì, đặc biệt là có người hâm mộ nào đó đã hâm dọa mình hay không? Khi làm phim Con Đường Giác Ngộ thì có rất là nhiều khó khăn. Nhưng con không biết, đối với con thì người ta hay từng nói cần cù bù thông minh. Thì con cứ gặp khó khăn gì con cứ cố gắng thì nó sẽ bù đắp lại hết. Đối với con, khó khăn thì con thấy cũng rất là bình thường, thì con cứ cố gắng thì nó sẽ qua hết. Còn về mà có ai hâm dọa hay không thì
chắc không dám. Tại vì thậm chí hồi xưa con bạn cũng nhiều lắm, mà khi con đóng vai Đức Phật này rồi, ngay cả trên trang cá nhân con để hình Phật thì hoàn toàn không ai dám vô để mà quấy phá, con nói thiệt. Chỉ có những lúc làm phim á thì gặp ma chướng rất là nhiều, cái đó là sự thật. Thì khi mà làm bộ phim tâm linh thì nó có rất là nhiều cái cạm bẫy, có rất nhiều cái ma chướng theo quanh. Sẵn đây thì con kể một số chuyện trong khi làm phim luôn. Thì con không biết như thế nào, nhưng mà đối với con thì con chứng kiến, con thấy rõ luôn là khi mà con đã hóa trang thành một Đức Phật thì lúc đó tất cả những con vật á, con thấy những con vật á giống như là mách bảo một điều gì đó, giống như là biết nói, là rất là gần gũi con. Từ con chó nè, con mèo nè, con rắn, thậm chí con rắn và con bơm bướm hay con ong gì đó, con đều đụng được hết. Có một cái đoạn kia là đi quay vào rừng á, rất là đông người đi về, thì có một con bơm bướm á cứ bay theo con hoài à, mà rất là nhiều người mà không theo ai mà cứ theo con, chắc nghĩ là Phật đi bay theo Phật á. Giống như là mách bảo một cái điều gì đó. Thực sự thì con cũng đứng lại và con đưa tay ra, con nói có chuyện gì, thì tự nhiên con bướm bướm nó bay lại đậu trên tay con luôn, và con đụng được luôn. Không bay là không bay, mà con đưa cho mọi người trong đầu phim thêm xem được hết. Thì con thấy rất là lạ, và con kêu thôi đi đi thì mới bay đi. Giống như đoạn con rắn cũng vậy. Đoạn phim di chuyển vào bối cảnh vườn xoài, là quay cảnh vườn Trúc Lâm của Đức Phật đó, thì vừa bước vào thì có một con rắn lục bò vậy, thì cái anh bên thiết kế anh đòi giết nó. Thì con thấy vậy con liền cản liền, con nói không, anh cứ để cho nó đi thoải mái đi, nó không có hại mình đâu, khi nào mình hại nó thì nó mới hại mình. Khi mà con nói đó thì anh không có giết con rắn. Và khi con diễn xong cái đoạn đó thì con ngồi trên cái tọa đàm đó, con thuyết pháp xong, con nói đoạn đó xong thì con đứng dậy thì nguyên con rắn nó nằm ở dưới tọa đàm con á, là nó giống như được muốn được che chở. Thì con thấy con cũng hết hồn luôn á, con sợ nó cắn cái sao con chết rồi. Rồi thêm một đoạn nữa là con voi. Con biết ở đây quý vị đã xem bộ phim Con Đường Giác Ngộ nhiều chưa ạ? Ai đã xem hết rồi ạ? Wow, quá trời luôn ha. Thì chắc quý Phật tử chắc nhớ cái đoạn mà Đề Bà Đạt Đa thả con voi ra uống say để mà tông Đức Phật đó. Thì đoạn đó thực sự là cái người điều khiển con voi không điều khiển được. Quay khoảng 2 tiếng trời mà không có điều khiển được con voi, đi đứng hay là ngồi không điều khiển được. Thì lúc đó là con đang hóa trang, thì con mới nói với thầy Trịnh Xuân Chính là hóa trang nha, Đức Phật cho con. Nói thầy tranh thủ nhanh nhanh để con ra con xem sao. Thì khi mà hóa trang xong thì con mới đi ra. Tự nhiên con đi ra con nói là con voi nó nghe liền à. Con không biết tại sao. Đó là con khi mà muốn con voi quỳ xuống thì con lại con vuốt con voi. Đó có cái đoạn mà con vuốt con voi đó. Con lại con nói nhỏ hãy quỳ xuống đi, không ai làm hại mày đâu. Tự nhiên vậy là con voi nó quỳ xuống trước mặt những tất cả mọi người và quý thầy luôn. Quý thầy đều vỗ tay, không biết một cái màu nhiệm như thế nào. Con kêu quỳ xuống đi và xong rồi đứng dậy đi thì đứng dậy đi. Và con kêu đi 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 thì con voi nó đi. Thật sự điều đó rất là tinh. Còn về những chuyện vui, chuyện buồn thì rất là nhiều. Không biết quý Phật tử có muốn nghe nữa không ạ? Chuyện vui thì để con kể chuyện này. Mắc cười lắm. Lúc mà con hóa trang Phật thì cái anh trợ lý anh mới tới nói tranh thủ đi Tuấn Phương ơi, đoàn phim đang chờ ngoài đó. Mà trời mưa lâm râm nữa, đường thì rất là trơn. Này, thì sợ đoàn phim đợi nên mới cố gắng làm nhanh. Thì khi mà xong rồi thì anh trợ lý mới chở con trên chiếc xe đạp á. Mà cái hình tượng mà anh trợ lý mà chở con, chở Đức Phật trên chiếc xe đạp á, mà cà tưng gì nè. Lúc đó con cười thầm, nói trời, không biết có chuyện gì được không nữa.
Mà thì con vừa nói vậy tự nhiên là con đường trơn á, đường trơn té một cái là tóc Phật nè, rồi tất tai gắn sức ra hết luôn. Trời ơi, lúc đó mà trời tối thui là con là con lâm khơm con nít. Chết rồi, anh kiếm tóc Phật, tay Phật đâu rồi? Hai anh em mà, trời ơi, Thế Tôn ơi, có lỗi. Mà lúc đó là trời tối nữa, cái hai anh em là bò tìm vậy nè. Mình mẩy thì sình không luôn. Rồi xong rồi, lúc đó là đem nguyên y chang vậy đi ra cho đạo diễn coi, thì ai cũng cười hết trơn. Thế là đêm đó phải nghỉ và sáng hôm sau phải làm lại. Và cái đoạn nữa là lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề quay trên Buôn Ma Thuột. Thì đoạn đó con đang ngồi thiền, con đang ngồi để mà diễn cái cảnh đó. Thì đoạn phim mà xịt nước mưa lên cây á, để cho làm mưa đó. Thì con ngồi chịu chút xíu, con đang ngồi tự nhiên tung con chạy. Cái đạo diễn hỏi, ủa gì Tuấn Phương tự nhiên đang ngồi tiếng chạy vậy? Ngứa quá, con la lên quá trời luôn. Thì thật sự là bữa đó là mà cái anh thiết kế anh xịt nước sao mà xịt ngay ổ kiến. Nguyên một ổ kiến vàng rớt xuống tóc con nè. Rồi áo quần là nó cắn quá trời luôn. Rồi con chỉ biết cho con chạy thôi, con biết gì đâu. Đó là những kỷ niệm mà con rất là nhớ. Yeah. Kính thưa quý vị, phải nói là có rất là nhiều sự trải nghiệm trong đóng vai Đức Phật. Ngoài sự màu nhiệm khi được tiếp xúc với những con vật cũng như là có những cái thuần duyên trong khi làm phim, thì Đức Phật Tuấn Phương của chúng ta cũng gặp nàng rất là nhiều. Vậy thì ngoài những cái khó khăn khi mà làm phim, thì trong đời sống bình thường của mình thì có cái sự thay đổi nào đó về tư tưởng, về lối sống sau khi mình thực hiện bộ phim này không ạ? Dạ có thầy, thực sự là thay đổi rất là nhiều. Vì khi mà con đảm nhận vai Đức Phật á, là con mới chỉ có 26 tuổi thôi. Với tuổi đời nhỏ như vậy thì trước đó thì con có bị vấp ngã, con có bị rất là nhiều. Thì con nói là tại sao cuộc đời cứ khổ vậy, lúc mà con chưa làm vai Phật đó. Con nói tại sao cuộc đời cứ khổ quá, là thế này thế nọ. Nhưng mà khi mà con hiểu Phật Pháp rồi, con đóng phim này con được giác ngộ rồi, thì con mới hiểu đó là tất cả là vô thường, tất cả là đều là duyên cả. Khi mà con đóng bộ phim con được giác ngộ thì con mới hiểu ra được hai điều, đó là tất cả vạn vật đều do duyên mà sanh và cũng do duyên mà duyệt. Cái thứ hai là con hiểu về luật nhân quả. Khi mà con hoàn thành xong thì con rút ra được hai điều đó, và hai điều đó luôn ở trong tâm trí con. Thì mình làm gì mình cũng phải biết tới cái quả của nó. Nên con luôn luôn tránh để mà hoàn thiện cho mình tốt hơn. A Di Đà Phật. Vậy thì khi mà mình đóng vai Phật, như lúc đầu Phật tử Tuấn Phương có nói rằng là đó là một cái sự rất là ngẫu nhiên và tình cờ. Và khi vào vai Phật với sự tình cờ như vậy thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái điều mà chính ngay Phật tử Tuấn Phương cũng không hài lòng. Vậy thì nếu như mình cho một cái thời gian dài hơn để chuẩn bị, thì Phật tử sẽ làm điều gì để tốt hơn cho cái vai diễn này? Nếu có một thời gian dài hơn thì con sẽ ở trong chùa dài hơn. Bữa hổm ở có 1 tháng chưa đủ. Nếu mà có thời gian thì con sẽ tu tập nhiều hơn nữa, và con hiểu sâu hơn nữa, và làm thật tốt hơn nữa. Chỉ vậy thôi ạ. Vậy thì khi mà từ một người rất là bình thường, không hề biết đến chùa, cũng không hề biết đến đạo, thì những cái ngày đầu tiên mà vào chùa đó, thì bản thân của Phật tử đã gặp những cái khó khăn gì, hoặc là mình có một cái kỷ niệm gì đó vui, có thể kể cho các Phật tử ở đây được không ạ? Từ hồi nhỏ thì mẹ hay dẫn con đi chùa lắm. Cứ mẹ hay đi dẫn đi Cẩu Thạch nè, Thầy Thiếm nè, Chứ Trang Nha Lào nè, núi Vinh nè, rồi núi Bà Châu Đốc, Tây Ninh thì đi hết. Mà thật sự hồi nhỏ là con đi là con chỉ là ngắm cảnh thôi. Đó, đến khi mà lớn thì con công việc với đi học nhiều quá nên con bớt đi chùa. Khi đóng phim Con Đường Giác Ngộ này thì con có thời gian là vào chùa Hoằng Pháp. Con ở đây cũng có rất là nhiều kỷ niệm vui. Đó giống như là lần đầu tiên đi học vậy đó. Con nhớ lúc mà ăn cơm á,
thực sự thì ở ngoài đời mình ăn cơm thoải mái, mà khi mà vào chùa rồi thì phải im lặng mà ăn, không có một tiếng động gì cả. Tự nhiên ngày đầu tiên con vào chùa cái con mà con cười suốt à, quý thầy ngồi ăn im hết, ăn chừng 15 phút mà con ngồi con vừa ăn con vừa cười, đúng là không biết tâm con nghĩ những gì đó mà con ngồi con cười hoài rồi. Rồi quý thầy ăn hình như khoảng chừng 10 15 phút là quý thầy ngồi chánh niệm, còn con thì con cứ ăn suốt vậy đó, ăn 25 phút luôn, đồ ăn ngon quá. Quý thầy kế bên lát hỏi, ủa sao ăn dữ vậy? Thầy hỏi vậy cái con nói dạ chứ thời gian ngồi rảnh làm gì, ăn cho nó no. Sau khi hoàn thành bộ phim Con đường giác ngộ thì bản thân Phật tử Tuấn Phương cũng có rất là nhiều những người hâm mộ. Những lúc như vậy thì Phật tử có những cái cảm xúc như thế nào? Khi mà con bước vào chùa hay là con đi giao lưu ở những chùa khác, con bước vào thì người ta nói Đức Phật kìa, Đức Phật kìa. Đó là cái từ đó là người ta cứ gọi con hoài, thì con mới nói là thôi gọi con là Tuấn Phương đi chứ đừng gọi là Đức Phật, mất công tổng phước con. Đó, cái niềm vui của con là vui nhất là mọi người đã nhớ tới cái vai diễn của con, và mọi người nhớ tới là Đức Phật. Nhưng mà con phải cố gắng làm sao mà bước ra ngoài đường hay là đi đâu thì mọi người nhớ tới Tuấn Phương, chứ kêu con Đức Phật nữa con tổng phước. Đó có phải là một cái khó khăn cho mình khi mà trở lại một cái cuộc sống bình thường hay không ạ? Thực sự nó không khó khăn đâu, mà nó rất là hay. Tại vì khi mà mình đã thủ một cái vai của Phật như vậy rồi thì đi đâu làm gì trong đầu cũng nghĩ là mình phải hoàn thiện hơn, mình không được như thế này như thế nọ, kể cả đời sống đời thường hay là đi đâu, tất cả mọi thứ mình cũng luôn nghĩ về những điều tốt đẹp, những lời của Phật dạy, những gì mà tốt cho tất cả mọi người, đều an vui tới mọi người, thì con nghĩ nó không có nhiều cái khó khăn đâu ạ. Theo như Đức Phật dạy thì con đường của Phật đó là một con đường ngược dòng. Vậy thì khi mình đã thực hành theo những lời Phật dạy thì tất nhiên những người đã từng là bạn bè, những người xung quanh mình có những cái phản ứng gì hay không khi mà mình có những cái thay đổi lớn như vậy ạ? Thật sự thì thời đại bây giờ thì con người ta hiểu về Phật Pháp rất là nhiều, nên bạn bè của con ai cũng ủng hộ hết. Ai cũng nói là được đó, nếu mà càng đi tu sớm thì càng tốt, mày đi tao đi theo. Nên tất cả bạn bè hay là mọi người thì ai cũng đều quan nghĩ và đồng tình cho con hết, chứ không có nói ra ngoài. Kính thưa quý vị, đó là một cái điều tất nhiên khi mà một người có sự thay đổi từ tâm hồn cho đến phong thái như Phật tử Tuấn Phương, như một người hiện diện trước mặt chúng ta, tuy không mang hình ảnh của một Đức Phật hay đang diễn trong một bộ phim, nhưng có thể trước mặt quý vị cũng đã cảm nhận được một hình ảnh của Phật tử Tuấn Phương như là hình ảnh của Đức Phật, đúng không ạ? Và đây chính là cái sự thay đổi cốt tủy từ ngay trong nhận thức, từ ngay trong những tư tưởng mà Phật tử Tuấn Phương đã học được, đã thực tập trong quá trình làm phim. Vậy thì bộ phim Con đường giác ngộ với một cái tên gọi rất là hay, đó là con đường mà tất cả chúng ta nếu thực hành và đi trên đó sẽ đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Khi mà bản thân Phật tử Tuấn Phương tham gia bộ phim này xong rồi thì trong lòng Phật tử có một cái ước nguyện gì đó hay không? Ước nguyện thì con chỉ có một cái câu này để mà con ước nguyện, là con cầu cho tất cả mọi người đều trở thành Phật. Bên cạnh đó thì con luôn luôn ước nguyện là cho ba mẹ con, cho con được thành công trên nghề, để con lo được cho gia đình con. Và con sẽ làm được nhiều việc thiện để giúp cho tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người được sống trong chân hòa, ăn vui. Lúc đó sẽ không còn khổ nữa. Đó là ước nguyện của con. Di Đà Phật, một ước nguyện rất là cao cả, phải không quý vị ạ?
Và đây cũng là ước nguyện chung của tất cả chúng ta, cũng như là lời nguyện của chư Phật trong mười phương để giúp cho tất cả chúng sanh sẽ trở thành Phật. Đây là một điều mà tất cả quý Phật tử chúng ta, không chỉ riêng diễn viên Phật tử Tuấn Phương mà tất cả mọi người cũng phải mang trong mình tâm niệm này, không chỉ cầu cho bản thân mình thành Phật mà cầu mong cho tất cả những người xung quanh cũng sẽ thành Phật, để thế giới này luôn luôn tràn ngập trong sự hạnh phúc và giải thoát. Và con cũng xin nói thêm, con xin cảm ơn Tượng Thọ Thích Chân Tín rất là nhiều, đã cho con một cái vai diễn rất là hay, cũng như là anh đạo diễn Công Hậu, biên kịch Đỗ Tài, cũng như là toàn bộ ekip làm phim Con Đường Giác Ngộ. Và con vui hơn nữa là thầy Thượng Tọa Thích Chân Tín đã cho con thêm một lần nữa, một cơ hội nữa để con thủ vai Đức Phật. Đó là phần 2 bộ phim Tìm Về Bên Giác. Bộ phim phần 2 này là nói về Ni, thì phần 1 nói về Tăng, phần 2 nói về Ni, thì Liên Hoa Sắc nè, Kiều Đàm Nhi, rồi Khê Mã, rồi tất cả những người Ni mà có những cái thân trầm buồn khổ gì thì tới gặp Đức Phật để mà giải bài. Con cũng rất là kỳ vọng vào bộ phim này, thì con sẽ mong là quý Phật tử cũng trong và ngoài nước đón nhận bộ phim này thật nồng nhiệt hơn nữa, và hiểu được giáo lý của Phật, để hiểu ra một cái điều gì đó để mình giác ngộ theo theo Phật. Dạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ. A Di Đà Phật, chắc có lẽ nhiều quý vị trong đây chúng ta chưa biết rằng Chùa Hoằng Pháp có thể trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ tiếp tục phát hành một bộ phim mới, đó tên là Tìm Về Bến Giác, như Phật tử Tuấn Phương đã giới thiệu. Và trong bộ phim này thì Phật tử Tuấn Phương cũng đã rất là vinh dự khi được thủ vai Đức Phật. Cho nên quý vị chúng ta hãy cùng nhau chờ đón bộ phim này. Và nói đến bộ phim này thì chúng con cũng xin được mạng phép trên Thượng Tọa trụ trì cũng sẽ có một đôi lời tâm sự cùng với quý vị. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa anh Tuấn Phương cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Trong chương trình Hoa Mặt Trời lần thứ 9 này, chúng ta được nhân duyên tiếp xúc với diễn viên Tuấn Phương, người đã đóng vai Đức Phật trong bộ phim Con Đường Giác Ngộ. Và qua những lời chia sẻ chân tình của anh Tuấn Phương, chúng ta đã thấy được một con người toát lên sự chân thành, hiền từ. Như quý vị cũng biết, người xuất gia với mục đích trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, mang một cái hoài bão hoằng pháp lợi sinh, nghĩa là làm sao đem giáo pháp của Đức Phật đến với tất cả mọi người. Và quý thầy chùa Hoằng Pháp, như quý vị cũng biết, đã từ lâu luôn luôn ôm ấp thao thức tìm mọi phương tiện để đưa Phật pháp đến với quần chúng qua tất cả loại hình nghệ thuật, chẳng hạn như phim, cải lương, ca nhạc, ký sự, thuyết pháp, vân vân. Vừa rồi chùa Hoằng Pháp có thực hiện bộ phim Con Đường Giác Ngộ, nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý thầy khi thực hiện bộ phim này cũng rất là suy nghĩ, vì trước đây có một nhà tỷ phú Ấn Độ dự định làm bộ phim Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là hay.
Và kinh phí dự trù cho bộ phim đó là 120 triệu đô la. Nếu tính tiền Việt Nam là hơn 2.000 tỷ. Và thật sự xin thưa với quý vị, ở nước ngoài người ta làm những bộ phim có chất lượng, có giá trị, số tiền từ 100 triệu đô trở lên chứ không dưới. Thế nhưng họ đầu tư một bộ phim 100 triệu đô thì họ lấy lại được 200-300 triệu đô. Còn đối với chùa Hoằng Pháp, như quý vị biết, làm gì có số tiền lớn như thế để làm bộ phim. Do vậy, nếu chúng ta ngồi để chờ bộ phim Đường Xưa Mây Trắng thì chắc có lẽ chờ tới dài cổ chưa có. Do vậy, quý thầy nghĩ thôi, bây giờ mình làm được cái gì thì làm, miễn là có được bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật để cho những người Phật tử hoặc là những người chưa phải Phật tử xem bộ phim đó có thể hiểu một chút về cuộc đời của Đức Phật. Như vậy cũng tốt rồi. Chùa bỏ ra 2 tỷ để thực hiện bộ phim Con Đường Giác Ngộ. Quý vị thấy 2 tỷ so với hơn 2.000 tỷ thì chả ăn thua gì hết. Thế nhưng đối với chùa thì số tiền đó có lớn không? Lớn lắm. Chùa Hoằng Pháp, nghĩ đến việc Hoằng Pháp và sẵn sàng để làm những việc đó. Còn nếu những người nào mà suy nghĩ tính toán đến cái lợi thì không dám làm. Vì sao? Vì bỏ 2 tỷ ra, khi làm xong bộ phim thì có thu lại được 2 tỷ không? Không, bây giờ không thu được đâu, xin thưa với quý vị. Là vì thời buổi này khi mình ra cái là họ chép tự sang, họ coi với nhau rồi. Nếu mà kinh doanh đó là lỗ. Cho nên á, việc bỏ 2 tỷ ra để làm bộ phim với mục đích để hoằng pháp lợi sinh, chứ không nghĩ đến thu lại vốn để có lời. Thậm chí xin thưa với quý vị, có nhiều người nói với thầy: thầy ơi, cái bộ phim của thầy người ta chép là người ta bán nhiều lắm. Thầy nói càng tốt. Người ta bán được thì người ta có lợi. Mình có lợi không? Mình cũng có lợi, là vì người ta giúp mình hoằng pháp. Thì thầy nghĩ rằng đó là cái lợi của người hoằng pháp. Chứ nếu mình tính để thu lại cái tiền vốn để có lợi thì xin thưa với quý vị, không thể và không dám làm. Trong bộ phim Con Đường Giác Ngộ thì lúc đầu đạo diễn Công Hậu cũng đưa ra các diễn viên để đóng vai Đức Phật, có tham khảo qua ý kiến của quý thầy. Thì lúc đó thì quý thầy mới chọn anh Tống Phương đóng vai Đức Phật. Tất nhiên chúng ta phải nhìn thấy, đầu tiên là phải có tướng hảo, thứ hai nữa là phải hiền từ. Đây là hai đặc điểm để có thể chọn đóng vai Đức Phật. Và quả thật, khi diễn xuất vai Đức Phật thì anh Tuấn Phương làm rất tốt. Lúc đầu đang đóng bộ phim có một số cái tình tiết chưa được đúng, và những hình ảnh đó được người ta chụp đưa lên trên mạng, những cái trang thông tin của Phật giáo. Họ chê là xấu, họ chê là mì ăn liền, họ chê đủ thứ hết. Thì lúc đó quý thầy cũng rất là bối rối, bởi vì lo rằng
cái bộ phim của mình sau khi hoàn thành ra sẽ không đạt được yêu cầu. Bởi vì quần chúng thì người ta đòi hỏi cao quá. Người ta muốn cái gì cũng tốt, tốt 100%. Mình có 2 tỷ mà đòi muốn bằng 2.000 mấy trăm tỷ thì làm sao? Cho nên không thể có được một bộ phim gọi là hoàn toàn tốt 100% được. Tuy nhiên điều đáng mừng, sau khi bộ phim ra đời, được Tăng Ni và Phật tử đón nhận rất là hoan hỷ. Đây là điều mà quý thầy rất là vui. Bởi vì nói một cách nào đó, hiện tại ở Việt Nam này chưa có bộ phim nào nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng bộ phim Con Đường Giác Ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy đó cũng là một sự thành công. Rồi năm nay thì quý thầy lại tiếp tục thực hiện bộ phim Tìm Về Bến Giác, là nói về các thánh đệ tử ni của Đức Phật. Thì khi bắt đầu thực hiện bộ phim này, đạo diễn Hoàng Quân có đưa ra một số diễn viên để đóng vai Phật, nhưng quý thầy ở đây không chấp nhận. Bởi vì nhìn những vị đó không thể hiện được hảo tướng cũng như từ bi. Có nhiều người thì nhìn cái tướng cũng đẹp nhưng mà nó không được từ bi. Cái quan trọng là thể hiện được cái từ bi. Cho nên cuối cùng thì quý thầy lại chọn anh Tuấn Phương và yêu cầu đạo diễn Hoàng Quân trong cái bộ phim mới này phải mời được ảnh để đóng vai Đức Phật. Quý vị vừa nãy đã nhìn trên màn hình thấy hình ảnh của Tuấn Phương đóng vai Đức Phật rồi chứ gì ạ? Rất là đẹp mà rất là từ bi. Thì mình nghĩ đó đã đạt được một cái chuẩn rồi. Cho nên á, cái bộ phim thứ hai thầy cũng đề nghị mời anh Tuấn Phương. Nếu trong tương lai có bộ phim thứ ba chắc cũng mời Tuấn Phương luôn. Thì bộ phim Tìm Về Bến Giác này, chùa đầu tư năm nay là 2 tỷ rưỡi và dự định sẽ cuối năm hoặc là đầu năm sau đó ra mắt bộ phim này. Thầy nghĩ rằng là việc thực hiện một bộ phim Phật giáo rất là khó. Khó trước nhất là những diễn viên đóng như thế nào đó để cho đạt. Khó thứ hai là vấn đề tiền bạc. Chùa Hoằng Pháp là vì với mục đích Hoằng Pháp lợi sinh, cho nên á, bao nhiêu tiền bạc tập trung vào cái chuyện Hoằng Pháp. Tại sao những người khác người ta không làm? Bởi người ta làm người ta sợ gì? Sợ lỗ. Còn chùa Hoằng Pháp làm thì không có tính cái chuyện lời lỗ. Mà lời ở đây á, lời cái gì? Đấy, lời là làm thế nào đó qua cái bộ phim người ta hiểu được Phật Pháp. Đó là cái lời của mình. Cho nên những cái chương trình quý vị thấy như chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp, quý thầy làm đâu có lời đâu, lỗ không à. Nếu mà nói về tiền, nhưng mà mình vẫn có cái lời là nhờ cái chương trình đó mà các thanh thiếu niên thích đến với Phật Pháp. Do vậy, việc Hoằng Pháp lợi sinh không có nên tính đến cái chuyện lời lỗ, mà chúng ta làm thế nào đó để có thể qua những phương tiện phim ảnh, ca nhạc, cải lương đến với quần chúng và người ta hiểu Phật Pháp. Vừa rồi thầy cũng làm vở cải lương Quan Âm Thị Kính và vở cải lương Thả Một Bè Lau cũng rất là hay. Thì quý vị nào chưa xem thì cũng nên tìm xem. Và ai chưa xem bộ phim Con Đường Giác Ngộ cũng cố gắng nên xem. Bởi vì qua đó chúng ta hiểu được cuộc đời Đức Phật. Nhiều khi quý vị đi chùa thì đi vào đây tu thì cũng tu,
nhưng mà hỏi về cuộc đời Đức Phật thì không biết. Do vậy thầy suy nghĩ cần phải làm những bộ phim đó để giúp cho tuổi trẻ hiểu biết về cuộc đời Đức Phật. Cho nên á, là chùa Hoằng Pháp cố gắng đầu tư những cái việc như vậy. Và tất nhiên trong việc làm, xin thưa với quý vị, cũng có người khen, kẻ chê. Thầy suy nghĩ mình làm những việc gì đem lại lợi ích cho mọi người thì chúng ta làm. Nếu mình nghĩ đến chuyện khen chê, lời lỗ thì không dám làm. Làm người ta cũng chê, không làm người ta cũng chê. Như vậy thì mình nên làm hay không? Làm. Kệ ai chê chê, mình cứ làm. Như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái việc Hoằng Pháp lợi sinh. Và hôm nay trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 9, chúng ta được nhân duyên tiếp xúc với anh Tuấn Phương đã diễn vai Đức Phật. Có điều lạ là như vừa nãy thầy MC nói, đã thành Phật rồi bây giờ mới biết đến Đức Phật, mới biết đến giáo pháp của Đức Phật. Và mong rằng anh Tuấn Phương là một người được may mắn, được cái phước báo đóng vai Đức Phật. Vậy thì từ nay về sau mình cố gắng nên quy y Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy, làm thế nào đó để cho xứng đáng. Khi mình đã đóng vai Phật rồi, đi đâu người ta cũng nghĩ mình là Phật, ai cũng nói mình là ông Phật, thì mình phải thể hiện như thế nào đó cái tư cách đạo đức của mình để có thể tương xứng với cái vai mình đóng, đừng có để mâu thuẫn. Xin thưa với quý vị, như vừa nãy anh Tuấn Phương nói cũng rất là chân tình, bởi vì anh nói rằng bây giờ mình đã đóng vai Phật, đi đâu người ta cũng nói như thế, thì mình phải giữ gìn. Đó là điều hay, đó là điều rất là tốt. Chứ còn có nhiều người, xin thưa với quý vị, họ đóng phim thì họ đóng vai rất là tốt, là những người hiếu, là những người có lòng từ bi, nhưng mà khi ra ngoài đời thì họ bất hiếu, rồi họ ăn chơi, họ làm những cái chuyện là không thể chấp nhận được. Còn khi đóng vai Phật thì anh Tuấn Phương nghĩ rằng mình đã là ông Phật rồi, thì cho nên là lúc nào mình phải giữ gìn. Nói một cách nào đó thì Đức Phật dạy ai cũng là Phật. Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ là Phật. Vậy từ nay thì anh Tuấn Phương cố gắng là mình cứ nghĩ rằng mình trong tương lai cũng sẽ là Phật. Và bây giờ mình cũng may mắn là cũng đã là Phật được trong phim rồi. Thì mình cố gắng thể hiện cái vai diễn ở ngoài nữa để cho phù hợp với thực tế và để cho mọi người sẽ càng thêm kính yêu mình. Và nhờ như thế mà cái nhân cách đạo đức của mình mỗi ngày được tốt hơn. Xin thay mặt cho ban tổ chức cũng cảm ơn anh Tuấn Phương đã về đây để chia sẻ cái vai diễn Đức Phật ở trong con đường giác ngộ cũng như tìm về bến giác. Chúc anh luôn luôn có đầy đủ sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho Phật giáo trong tương lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn những lời rất là chân thành của Thượng Tọa Thích Trường Tín. Con xin hứa là sẽ thực hành tốt và theo những lời của Phật dạy, và không chỉ riêng con, và con sẽ giúp tất cả mọi người để hiểu về cuộc đời của Đức Phật cũng giống như là giáo lý của Ngài, để cho tất cả mọi người
đều sống tốt hơn và lúc nào cũng an vui hơn. Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì và những lời chia sẻ vừa rồi của Phật tử Tuấn Phương. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến thân mẫu, thân phụ của Phật tử Tuấn Phương đã sinh ra một người con rất là tuyệt vời, phải không quý vị ạ? Một lần nữa chúng con xin tri ân Thượng Tọa Trụ Trì đã đến chứng minh cho chương trình Hoa Mặt Trời. Xin cảm ơn Phật tử Tuấn Phương đã nhận lời mời tham dự chương trình. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Xin chúc tất cả quý vị luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về chỉ một vầng thái. Nhóm người đó định làm gì? Đi đâu? Tôi muốn gặp Đức Thế Tôn. Diệt dục cái gì mà diệt dục? Ăn ở với con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm. Lại Phật, Phật hãy cứu con của con. Xin Ngài hãy cứu con của con. Ta sẽ cứu con người. Mưa rồi mọi người ơi. Tôi cầu xin mọi người hãy giúp tôi, hãy tìm kiếm con tôi. Ông Đà Ly ơi, ông Đà Ly. Chào cấm cô. Cô biết họ là ai không mà cúng dường? Không thấy cảnh của Tôn Đà Ly hay sao mà cúng dường? Dạ. Vì vậy chính hôm nay tôi sẽ rành nét mặt của bà. Bà đứng lại.